Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh thuộc phía đông của Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Những cơn mưa sẽ xuất hiện dày đặc vào thời điểm đêm và sáng. Nhiệt độ trong đêm nay ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ, chỉ một số nơi ở vùng núi có nhiệt độ thấp hơn. Còn sang ngày mai đến trưa chiều, trời tạnh ráo hơn. Riêng các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ, trưa chiều nhiều nơi có nắng. Mức nhiệt trong ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Còn ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn, dao động trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ, cục bộ có nơi trên 30 độ. Khối khí lạnh suy yếu vẫn tác động đến các tỉnh phía Bắc của miền Trung, khiến cho khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh. Trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì trời nhiều mây, riêng đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Sang ngày mai, ở khu vực này trưa vào chiều mây mỏng hơn, nhưng chỉ một số nơi ở phía Tây là có nắng nhẹ. Nhiệt độ trong ngày mai ở đây dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Với khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, ngày mai trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 28 cho đến 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn đối với các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mai trời nắng, nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng nhiều. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ trong ngày mai phổ biến từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi trên 34 độ. Còn ở khu vực miền đông của Nam Bộ, ngày mai vẫn có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, miền Tây Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông sẽ duy trì gió đông đến đông nam cường độ ở mức cấp 3, cấp 4. Lưu ý là ở Vịnh Bắc Bộ, sáng sớm vẫn có sương mù rải rác, khiến tầm nhìn giảm thấp xuống dưới 1 km trong sương mù. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió đông đến đông bắc ở mức cấp 4, cấp 5, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.